bạn đã quay trở lại với Bóng Đá 24 giờ, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về môn thể thao vua. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới để nhận được những thông tin về các bảng xếp hạng cũng như theo dõi trực tiếp các trận đấu nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả cùng đến với những thông tin chi tiết. Huấn luyện viên Malaysia bất ngờ gọi 4 cầu thủ nhập tịch, trao tài dụng binh của thầy Park. Đội tuyển Malaysia sau hai lượt trận đầu tiên của bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đã có 3 điểm và xếp ở vị trí thứ 3. Đoàn quân của huấn luyện viên Tan Chang Hoa đã giành chiến thắng 3-2 trước Indonesia trên sân khách và thua sít sao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 1-2 trên sân nhà. Chính từ những kết quả khả quan đó, Hồng Malay quyết tâm có được một kết quả tốt trong chuyến làm khách tại sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam ở lượt đấu thứ 3 diễn ra vào ngày 10 tháng 10. Trước thềm trận đấu này, huấn luyện viên Tan Chang Hoa xác định đây là một trận đấu đầy thử thách. Trách nhiệm của tôi bây giờ là phải giúp các cầu thủ chuẩn bị thật tốt cho những trận đấu đó, đặc biệt là chuyến làm khách đến sân của đội tuyển Việt Nam. Họ là đội tuyển rất mạnh và chúng tôi phải tôn trọng điều đó. Chính từ ý thức đó, vị chiến lược gia 51 tuổi đã triệu tập những nhân tố tốt nhất của bóng đá Malaysia ở thời điểm hiện tại cho đợt tập trung này. Đặc biệt trong đó có sự góp mặt của 4 cầu thủ nhập tịch, đó là Mohamadou Soumaré gốc Gambia, Brendan Gan gốc Australia, Matthew Davies gốc Australia và Lavec Cobinong gốc Anh. Họ đều là những gương mặt đã chơi khá ấn tượng ở hai trận đấu diễn ra vào đầu tháng 9 vừa qua. Bên cạnh đó là những cái tên đã quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á như Aydin Zafran, Safawi Rashid, Talaha, Adam Noor Azlin hay Sadun Saad. Với lực lượng này, chắc chắn Hồ Malay sẽ mang đến một thử thách khó khăn cho quyết tâm giành chiến thắng trên sân nhà của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Việc sử dụng ồ ạt các cầu thủ nhập tịch mang đến sức mạnh đáng kể cho huấn luyện viên Tan Chang Hoa và đặc biệt là hai hỏa lực từ hai biên. Matthew Davies và Lavec Cobinong là hai cầu thủ chạy cánh có thể lực và kỹ thuật cá nhân khá tốt. Nếu được ra sân, bộ đôi này sẽ là ngòi nổ đáng chú ý trong lối chơi tập cá nhân đầu hoặc đột phá từ hai biên. Nên nhớ rằng Malaysia không phải là đội tuyển dựa vào sự khéo léo của các tiền vệ để đan bóng nhỏ nhuyễn. Họ có xu hướng thực hiện những pha leo biên, tạt cánh hoặc rót bóng bổng để các tiền đạo phía trên di chuyển và ghi bàn. Chính vì thế, đội tuyển Việt Nam chúng ta từng gặp khó khăn trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 khi Soumaré và Safawi thường xuyên quấy rối hay hành lang cánh. Trong đó tiền đạo gốc Gambia Soumaré đã khiến Đoàn Văn Hậu và Quế Ngọc Hải phải liên tục chống đỡ ở cánh trái. Trước khó khăn từ những cầu thủ chạy cánh nhập tịch có tốc độ và thể lực, đòi hỏi huấn luyện viên Park Hang-seo phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các tuyến phòng ngự từ hai biên của mình. Và đây cũng là lúc tài dụng binh của thầy Park được kiểm chứng và thể hiện. Quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Hãy chia sẻ ý kiến cá nhân của mình ở phần bình luận bên dưới video. Và đừng quên nhấn like và chia sẻ video để người thân và bạn bè cùng sống trong nhịp đập của một thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ Bóng Đá 24 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!